Nấm rơm là thực phẩm bổ dưỡng và đem lại nhiều lợi ích kinh tế, đặc biệt phù hợp cho những nông hộ ít đất sản xuất. Thế nhưng hiện nay, đứng trước tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, nên việc trồng nấm rơm theo phương pháp truyền thống không mang lại hiệu quả cao. Do đó, việc ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi mới giúp cho nông dân tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm. Để khai thác tối đa hiệu quả, nhiều kỹ thuật trồng nấm rơm tiến bộ đã được ngành nông nghiệp trang bị cho nông dân. Trong đó, kỹ thuật mới nhất hiện nay là trồng nấm rơm phối trộn bông vải và trụ trong nhà kính. Mô hình được anh Nguyễn Ngọc Sơn bắt đầu thực hiện từ ngày 5 tháng 10, 2020 đến ngày 23 tháng 11, 2020 tại khóm Long Cối C, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Sau thời gian trên, anh Sơn đã bắt đầu thu hoạch nấm. Nếu chỉ tính riêng trong 7 ngày, anh Sơn đã thu hoạch gần 40 kg. Với giá bán 70.000 đồng một ký, sau khi trừ các khoản chi phí, anh đã thu về lợi nhuận 700.000 đồng. Hiện tại, nấm vẫn đang tiếp tục phát triển rất tốt. Thì lúc trước cũng làm bên truyền thống là làm mình trải thảm. Sau này mới chuyển qua dạng trụ thì thấy dạng trụ nó năng suất thì nó cũng có cao hơn bên dạng trải thảm. Nhưng mà con cái là cái nhân công á, khi mình vô thì nó sẽ khó hơn và nó sẽ lâu hơn bên trải thảm. Nhưng mà bù lại thì mình được năng suất. Thì cái cực thì mình chịu, nhưng mà cái năng suất cao là vậy là cũng được rồi. Với diện tích 42m² trong nhà trồng thiết kế, vách dựng bạc cao su xung quanh, che thêm lưới lan, nền tráng bê tông, thiết kế khuôn làm trụ, chất nấm bằng ván cao 70cm, 4 vách đều 40cm và 2 khuôn để chồng lên nhau để khi chất rơm được thuận tiện hơn. Sử dụng trụ sắt phi cao 1,5m, chân cắm vào nền bê tông sâu 20cm, còn lại 1,3m làm trụ đỡ cho nấm. Sau đó, anh Sơn tiến hành ủ rơm và ủ bông vải chuẩn bị chất nấm. Đến tháng 11, anh tiến hành chất nấm vào nhà trồng, chất vào khuôn thành từng lớp, mỗi lớp 15-20cm rơm nguyên liệu, phủ lên lớp bông vải mỏng, sau đó trải meo nấm lên bông vải, chất nguyên liệu cho đến khi hết chiều dài trụ sắt và sau đó được đậy kín bằng màng phủ nông nghiệp. Thì để triển khai thực hiện cái mô hình nấm rơm dạng trụ phối trộn nguyên liệu bông vải này á, thì cái bà con mình cần cái chú ý, tức là cái nguyên liệu rơm đầu vào thì mình ở địa phương thì mình cố gắng làm sao mình sẽ tránh được những cái ruộng mà có phun quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật ở giai đoạn cuối, đặc biệt là những ruộng lúa mà có sử dụng cái bắc lo bù cho giòn để cho làm cứng cây á, thì cái này nó sẽ làm giảm cái năng suất của chúng ta. Thêm một cái điều nữa là trong cái quá trình mình ủ, bà con mình cố gắng dọn cho cái nền cho nó thật là sạch sẽ, đảo cho thật là đều để rơm nó được chín đều và nó diệt được cái mầm bệnh ở trong rơm. Và cái nguồn nguyên liệu bông vải thì bà con mình khi mà ủ, mình cần phải vô trong cái bao cho nó kín để tránh cái hiện tượng mà con ruồi nó đi vô nó đẻ trứng. Sau này nó sẽ, trong cái trụ nấm chúng ta nó sẽ có con dòi. Việc trồng nấm rơm trong nhà theo hướng ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi mới với cấu trúc nền xi măng dễ thoát nước, vách được bao quanh bởi cao su, mái lợp toile sẽ tạo điều kiện cho nấm rơm phát triển, hạn chế rủi ro do bất lợi thời tiết như bị ảnh hưởng bởi nắng, mưa và nhà công chăm sóc, tận dụng được công lao động nhàn rỗi của gia đình. Ngoài ra, việc vệ sinh nhà trồng cũng được thuận lợi, triệt để hơn nên sẽ hạn chế được nguồn nấm bệnh lưu tồn và ít tốn công trong khâu xử lý, đồng thời chất lượng sản phẩm nấm sạch và an toàn khi đến tay người tiêu dùng. Thì thứ nhất là mình cũng sẽ cố gắng làm thôi để nó cải thiện cuộc sống. Rồi mô hình thì thấy mô hình nào tốt thì có khả dụng, năng suất cao thì mình sẽ áp dụng. Rồi nếu mà được thì sẽ nhờ bên khuyến nông hỗ trợ mấy mô hình công nghệ cao để nó cải thiện cái phần nhân công lao động cho bên nông dân để tốt hơn. Bước đầu hiệu quả mang lại cho thấy mô hình trồng nấm rơm trong nhà với dạng trụ phối trộn nguyên liệu bông vải có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp trồng nấm ngoài trời. Cụ thể, nông dân thuận lợi trong việc chăm sóc, theo dõi tình hình phát triển, tăng bề mặt thu hoạch nấm vì nấm phát triển cả 4 mặt trụ và đỉnh trụ. Tuy nhiên, phương pháp này lại có nhược điểm là chi phí đầu tư ban đầu khá cao, phải chất nguyên liệu vào khuôn tốn nhiều công lao động hơn. Hiện tại, mô hình trồng nấm rơm trong nhà, mỗi hình thức sẽ có nhiều phương pháp thực hiện khác nhau. Vì vậy, nông dân thực hiện mô hình vẫn còn khá mới mẻ. Sắp tới thì bà con có quan tâm thì
có thể liên hệ với chỗ trạm khuyến nông, chúng tôi sẽ có những cái tư vấn kỹ thuật và sẵn sàng hỗ trợ cho bà con về vấn đề này. Bà con cũng muốn tham quan thì sẽ kết hợp và dẫn hướng dẫn bà con đến những địa điểm có làm những cái mô hình như thế này để bà con tham quan. Trước sự phát triển của ngành nông nghiệp nói chung thì đối với việc trồng nấm rơm hiện nay, người nông dân cần chủ động thay đổi phương pháp truyền thống để hướng đến ứng dụng công nghệ cao và quá trình sản xuất, góp phần tạo nên sản phẩm chất lượng an toàn. Đồng thời, mô hình trồng nấm rơm dạng trụ, phối trộn nguyên liệu bông vải là một trong những mô hình tiềm năng, tạo thêm nguồn lao động, giúp người nông dân cải thiện tập quán sản xuất, nâng cao chất lượng nấm và đem lại thu nhập ổn định cho người dân.